chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác dấu hiệu vàng trong cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được Phật trời độ mệnh, đón vận may liên tiếp, nổ lộc trúng lớn, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, cuối năm ăn Tết thật linh đình. Quan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, có câu bảo kiếm phong tòng mang lệ xuất, mai hoa thơm từ cổ hàng lai, ý là bảo kiếm sắc là nhờ được mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Con người muốn thành công đều cần phải kinh qua khổ nghiệm, khi đã thành báo vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã, cũng đều có năng lực hóa giải thành công, khiến người khác vô cùng khâm phục. Đời người tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ấy, bất kể ai đến với thế gian này cũng đều phải chịu đựng khổ nạn ở các mức độ khác nhau, và đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Dẫu rằng ý nghĩa của đời người không hoàn toàn nằm ở việc nhẫn chịu khổ nạn, nhưng vượt qua khổ nạn lại là con đường dẫn đến thành công mà rất nhiều người phải trải qua mọi thứ. Về phong thủy, số mệnh chỉ mang tính chất tương đối, ví như yêu nhau, cưới nhau là số kết hợp đẹp, và một bên thì ham thả thính, một bên ham chơi bời, thì gia đình không sớm thì muộn cũng đổ vỡ, chia ly, mà không thông số tốt nào trong lá số có thể can thiệp được. Ta sống trên đời là để dũng mãnh tinh tấn, rèn luyện bản thân, kiên cường bản tâm mà đạt được sự sáng suốt cho tinh thần, sự thăng hoa cho linh hồn. Nên đừng nghĩ cứ số xấu là sẽ chẳng làm được gì hay vất vả cơ hàng. Trời giao cho bài toán khó thì lo tập trung mà giải, mệnh số giao cho con xe cọc cạch cà tàng thì lo mà học lái thật mượt để đi. Miễn là ta đã cố, miễn là ta đã chăm chỉ, đã máu lửa, nhiệt huyết và hết mình, hết khả năng, hết tâm trí, hết nội lực, thế là đã được rồi. Tôi đã sống một kiếp đời không vô nghĩa, chảy từng giọt mồ hôi để truy tìm thành công, thành tựu. Nếu được tôi sẽ hưởng thụ nó, nếu không tôi cũng sẽ lấy làm vui, vì mình đã không sống một cuộc sống nhạt màu, đã không bình thản cho mệnh đời cuốn trôi. Và trong lá số tử vi này, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ chia sẻ với quý cô bác anh chị về dấu hiệu vàng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được trời thương Phật độ may mắn, ùn ùn kéo về, đổi đời vào nước đố đổ dách. Vậy hãy cùng theo dõi hết video này để xem mình có sở hữu dấu hiệu phát tài nào không nhé. Quý cô bác anh chị thân mến, tuy tâm trí và cơ thể đều thuộc về chúng ta, nhưng trong thực tế con người cần tách biệt cảm giác, nhận thức của hai phần này mới có thể dễ dàng làm chủ mọi điều trong cuộc sống của bản thân. Đã bao buổi sáng bạn thức dậy đầu óc nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, và chúng ta nên biến nó thành một ngày tuyệt vời bằng những kế hoạch, hoặc là dự định, hoặc bắt tay vào thực hiện những tính toán của bản thân. Cũng có thể tâm trí giản đơn bắt đầu thôi thúc bạn tập thể dục thể thao, hoặc là mở cuốn sách ra đọc, bắt đầu học ngoại ngữ, hoặc những chương trình kiến thức còn dang dở chắc chắn là rất nhiều. Nhưng cái cơ thể bạn thì lại cảm nhận khác, nó cảm nhận rằng nó muốn ngủ tiếp, muốn nằm nướng tiếp, chưa muốn nỗ lực dội, chưa muốn cố gắng ngay, chưa muốn chăm chỉ, cần cù, và cái cảm nhận của cơ thể dễ dàng khiến tâm trí phải nhượng bộ để đi tới một cái kết luận thôi. Vậy là một năm ròng vật vã chẳng đổi thay, người thành công dĩ nhiên là phải đủ giỏi, nhưng lắm lúc trong đời, kỷ luật với bản thân mới là thứ giúp bạn có sự thay đổi đường đi. Bạn đã sẵn sàng bao nhiêu để cháy, cảm thấy đáng bao nhiêu để cố, và từ bỏ bao phần thoải mái của bản thân để phấn đấu hăng say cho sự thành công trong cuộc đời là tùy thuộc ở bản thân bạn, vì kỷ luật là thứ không ai có thể ép hay hướng dẫn hay là kèm cặp bạn được cả. Lắm người khi bắt đầu khởi nghiệp, cái đầu tiên họ lo là vốn, nhưng họ không biết rằng bản thân họ chính là phần vốn quan trọng nhất trong sự khởi nghiệp của họ rồi. Thay đổi bản thân nhiều hơn, cầu tiến nhiều hơn, cầu thị nhiều hơn, thì bạn mới xứng đáng được đứng ở vị trí tương xứng với những cố gắng bạn đã gửi gắm vào cuộc đời. Thay đổi bản thân cũng chính là đang thay đổi vận số mình, vì tâm người chính là phong thủy lớn nhất. Cho nên nếu bạn chưa bao giờ đạt ý, chưa bao giờ chú tâm, chưa bao giờ kỷ luật kiên cường, cũng tức là bạn chưa có tư cách để trách đời, trách mệnh chẳng được thuận may. Và trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968.
người sinh nam thân, họ có đầu óc lanh lợi, linh hoạt, cơ chế hơn người. Họ có năng lực giải quyết vấn đề khá tốt, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Đây chính là người có tố chất lãnh đạo, cũng có tài năng về nhiều phương diện. Có điều, người này tính cách có phần tự kiêu, cao ngạo, tự mãn, khinh rẻ tất cả những quy định bình thường, chỉ muốn làm theo ý mình. Do đó dễ gây ra những tổn thất không đáng có. Họ toàn tâm, toàn ý và tập trung cho sự nghiệp, cho nên có thể không mấy quan tâm đến lợi lộc mình nhận được. Trong suy nghĩ của họ, tất cả đều không quá quan trọng, song điều đó lại thường khiến họ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ chỉ muốn tự dựa vào sức mình để giành lấy thành công, không ưa luồn cúi nịnh bợ đỡ kẻ khác. Chính vì thế, dù họ có rơi vào đường cùng cũng không chịu cúi đầu. Người này biết cách nắm bắt thời cơ để tự tạo tài lộc cho mình. Họ là người phóng khoáng, chính vì thế mà có tiền trong tay thường khó có thể tiết kiệm, cần một người ở bên giữ tiền cho mình. Người sinh nam khỉ, phần lớn tính cách đều sôi nổi, hoạt bát, là người hướng ngoại khéo léo, đa tài, thích cạnh tranh, có đầu óc, cũng có tinh thần nghĩa hiệp. Họ hay lo chuyện bao đồng mà quên mất việc mình phải làm và lãng phí nhiều thời gian. Bình thường họ hay khoe khoang nói chuyện có phần sốc nổi, nhưng nếu có người ý kiến trái ngược với mình thì sẽ lập tức phản đối. Ham hư vinh hay hành động trái ngược với suy nghĩ cho nên bị cho là người giả tạo. Nếu không nhanh chóng sửa đổi tật xấu này thì có ngày mang họa vào thân. Giới nữ giới tuổi Mậu Thân, nếu kết hôn sớm thì dễ phải chịu nhiều trắc trở. Người sinh nam khỉ đường tình duyên không ổn định, tình cảm hay dao động, cho nên khó tìm được cảm giác hạnh phúc, quan hệ yêu đương cũng phát triển không mấy thuận lợi. Về sức khỏe thì họ cần chú ý các bệnh về tiêu hóa, đồng thời tìm cách kiềm chế cảm xúc. Ưu điểm tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy. Người này khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây chính là người có tài ăn nói giỏi, đoán ý người là bậc thầy về nghệ thuật xã giao. Họ có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế. Họ đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo, bán hàng. Nam giới tuổi Mậu Thân, tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền chí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt mà sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lựa thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nhược điểm, hay khoe khoang, nói quá sự thật, cho nên có khi bị người khác phản đối vì lời nói xa rời thực tế, hay hành động giả tạo, thường bỏ qua những quy tắc xã hội. Thông thường có phần không thực tế, trời sinh thích náo nhiệt, không mấy kiên nhẫn, tầm nhìn đôi khi còn hạn hẹp, thường ngủ quên trên chiến thắng. Người này hay dựa dẫm, ham hư vinh, có mấy nới cũ, dù làm việc gì cũng khó duy trì được lâu dài, gian nan, thiếu nhẫn nại, kém trung thành, tự cao tự đại, lạc quan quá mức, tự phụ hơn người để đạt được mục đích của bản thân. Họ không ngại nói dối, lừa lọc mọi người. Chính vì thế mà dù tài năng có thừa, khéo léo hơn người, nhưng lại khó lấy đức phục người, là kẻ có cơ hội điển hình. Tuổi Thân dù nói hay làm gì thì họ cũng phải nhớ thành thực, vì nếu không mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Đừng quá đề cao bản thân, nóng vội bốc đồng để tránh mắc phải những sai sót vô nghĩa. Người ta luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Tuổi Thân. Chẳng ai có thể nhịn cười được trước những câu chuyện cười hóm hỉnh, vẻ mặt vui nhộn và cử chỉ ngộ nghĩnh của họ. Đùa giỡn người khác bằng những trò chơi khăm lém lĩnh cũng là điều họ thích làm. Khả năng tấu hài tự nhiên đã giúp họ mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Chính vì thế, họ luôn được rất nhiều người yêu mến. Đối với tuổi Mậu Thân, thế giới ngoài kia luôn tràn ngập những điều thú vị. Cuộc sống tẻ nhạt sẽ làm họ cảm thấy u uất, cho nên họ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Với bản tính tò mò, thích tìm hiểu, họ sẵn sàng dành cả đời để khám phá khắp mọi nơi trên thế giới. Điều này cũng giúp họ không ngừng làm mới bản thân, để có thêm nhiều cảm hứng trong công việc. Một cuộc sống tự do tràn đầy những trải nghiệm mới lạ chính là niềm mơ ước của tuổi Mậu Thân, với kho kiến thức sâu rộng và các kỹ năng thiết thực. Tuổi Mậu Thân rất đa tài, đa nghệ,
Điều này có được là nhờ khả năng học tập mạnh mẽ và óc ghi nhớ siêu phàm. Họ biết cách áp dụng các phương pháp khoa học trong quá trình học tập để mà chắt lọc các thông tin thực sự hữu dụng. Chính vì thế mà họ có thể tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ chỉ trong một thời gian ngắn. Đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua, họ cũng có thể ghi nhớ một cách rành mạch. Ngoài ra, tuổi Mậu Thân cũng biết cách lắng nghe, học hỏi từ người giỏi hơn mình. Họ cũng không ngừng ngại chia sẻ kiến thức với mọi người xung quanh. Họ được coi là một cuốn từ điển sống, có tầm hiểu biết sâu rộng về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Đa số tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, ưa chuộng nhịp sống năng động. Sự yên tĩnh hiu quạnh sẽ khiến họ cảm thấy nhàm chán. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, họ sẽ cùng bạn bè tổ chức tiệc tùng sôi động để quên đi nỗi buồn. Tuổi Mậu Thân rất rộng rãi, hào phóng. Trong các mối quan hệ xã giao, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người quen một cách vô tư, không hề toan tính. Do đó đến khi họ gặp khó khăn thì cũng sẽ nhận được sự trợ giúp từ rất nhiều người. Khả năng hoạt ngôn của tuổi Thân luôn được đánh giá cao. Khi nói chuyện với mọi người, họ sẽ truyền đạt ý nghĩ của mình bằng cả lời nói lẫn ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Với tài quan sát nhạy bén, họ chỉ cần liếc mắt là có thể nắm bắt được tâm lý của người đối diện. Nhờ đó mà họ có thể trở thành bậc thầy trong việc khống chế và điều khiển cảm xúc của người khác. Tuổi Mậu Thân đa tài, đa nghệ, lại có đầu óc linh hoạt, cho nên họ có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ yêu thích. Những công việc nhàm chán sẽ không thể níu giữ họ quá lâu, vì họ luôn muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ trong cuộc sống. Chôn chân nhiều năm ở một công việc sẽ khiến tài năng và sự nhanh nhẹn của họ bị chôn vùi. Chính vì thế, họ không ngại thay đổi công việc thường xuyên để học hỏi thêm những điều mới lạ ở các lĩnh vực khác nhau. Nhờ có khả năng học hỏi nhanh nhẹn mà tuổi Thân có thể nhanh chóng tiếp thu các kỹ năng để phục vụ cho công việc mới. Công việc càng khó khăn, càng khơi gợi cảm hứng làm việc của họ. Họ sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng khi được cấp trên giao nhiệm vụ mới. Họ coi những thách thức trong công việc là cơ hội để nâng cao trí tuệ và rèn luyện các kỹ năng, khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh là một trong những thế mạnh của tuổi Mậu Thân. Họ có thể nhanh chóng làm quen với đồng nghiệp ở nơi làm việc mới. Dù nhiệm vụ được giao có gian nan đến đâu thì họ không bao giờ từ chối. Một khi đã bắt tay vào làm việc, họ sẽ cống hiến toàn bộ trí tuệ và sức lực để hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ nhất. Tuổi Mậu Thân học cao biết rộng, có vốn kiến thức phong phú vững chắc. Hơn thế nữa, họ cũng có khả năng truyền đạt một cách trôi chảy, rành mạch. Họ cảm thấy rất vui vẻ khi có thể chia sẻ kiến thức của bản thân với người khác. Đây chính là những tư chất nhất định phải có ở một nhà giáo tài giỏi. Cho nên tuổi Thân rất phù hợp với lĩnh vực giáo dục. Ý chí tiến thủ mạnh mẽ chính là đòn bẩy giúp tuổi Thân không ngừng phấn đấu trong công việc. Trong một tập thể, họ không thích cảm giác thua kém bất cứ ai. Họ sẽ nỗ lực làm việc ngày đêm để leo lên vị trí dẫn đầu và nhận được sự công nhận của đồng nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng có tham vọng được trở thành lãnh đạo hàng đầu trong công ty. Nhờ có tài nhìn xa trông rộng, ước mơ này của họ sẽ sớm trở thành hiện thực. Tuổi Mậu Thân có tinh thần độc lập và tự giác cao, cho nên họ thường lao vào kiếm tiền từ khi còn rất trẻ. Họ không bao giờ có ý định dựa dẫm hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, mà sẽ xây dựng cơ đồ bằng hai bàn tay trắng. Bên cạnh đó, người này cũng thích làm việc một mình hơn là hợp tác với người khác, cho nên họ thường có xu hướng tự mình khởi nghiệp với sự nhạy bén hơn người. Họ sẽ nắm bắt được những cơ hội để làm nên thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp. Trí tưởng tượng phong phú và óc tư duy phản biện sắc bén là những tài năng dễ nhận thấy ở tuổi Thân. Do đó, cơ hội thành công của họ trong các lĩnh vực văn học, báo chí là rất cao. Ngoài ra, tuổi Mậu Thân cũng có thể mạnh về hình thể và sức khỏe dẻo dai. Vậy nên các nghề trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động hình thể như diễn viên, múa xiếc, vũ công cũng là sự lựa chọn không tồi dành cho họ. Tuổi Mậu Thân thường hay để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc. Những lúc tâm trạng tốt, họ sẽ làm việc rất chăm chỉ và có nhiều thành tích tốt. Thế nhưng, họ sẽ tỏ ra trì trệ mỗi khi cảm thấy bị căng thẳng. Để không ảnh hưởng tới tiến độ công việc, họ nên cố gắng giải tỏa cảm xúc cá nhân trước khi bắt tay vào công việc. Một trong những phẩm chất đáng quý của tuổi Mậu Thân chính là sự kiên định, khó ai sánh bằng. Họ biết rõ những thế mạnh và khuyết điểm của bản thân. Để xác định phương hướng phát triển đúng đắn, họ sẽ tập trung phát huy những kỹ năng cần thiết cho ngành nghề mà họ cho là phù hợp với bản thân. Một khi đã xác định mục tiêu cho cuộc đời, thì không điều gì có thể ngăn cản họ trên con đường tiến đến ước mơ. Dù có phải đối mặt với thách thức to lớn, họ cũng vẫn giữ vững sự bình tĩnh,
để đưa ra cách giải quyết sáng suốt nhất. Tuổi Mậu Thân thích được nghe những lời tán thưởng từ người khác, lâu dần họ sẽ dễ trở thành con người kiêu căng, ngạo mạn, không để ai vào mắt. Điều này có thể khiến mọi người xung quanh họ cảm thấy khó chịu và không còn muốn duy trì mối quan hệ. Họ thường đánh giá quá cao khả năng của bản thân, nên không lường trước được những vấn đề có thể xảy ra. Để tránh rơi vào thất bại đau đớn thì họ cần phải học được đức tính khiêm tốn. Nhờ vào tính cách hoạt bát, tươi vui, tuổi Mậu Thân có vận đào hoa khá dượng. Cả nam và nữ tuổi này đều thu hút được sự quan tâm từ rất nhiều người khác giới. Nhờ đó, họ may mắn có được những mối nhân duyên tốt đẹp và những cuộc tình lãng mạn. Họ không có một hình tượng cụ thể nào về người yêu lý tưởng, mà chỉ đơn thuần quyết định dựa trên những cảm xúc trong lần đầu gặp mặt. Trái tim của tuổi Thân luôn khát khao sự yêu thương mãnh liệt. Vốn là người đa cảm, họ rất dễ ngộ nhận tình yêu với những thứ tình cảm khác. Nhiều khi chỉ vừa mới có thiện cảm với một ai đó, họ cũng sẽ theo đuổi đối phương cho bằng được, vì cứ ngỡ đó là tình yêu của đời mình. Sự dội vàng và thiếu chín chắn trong chuyện tình cảm, nó hoàn toàn có thể khiến họ bị vướng vào những mối quan hệ sai lầm, không mang đến kết quả tốt đẹp. Tâm hồn tuổi Mậu Thân tự do, phóng khoáng, cho nên họ ghét bị trói buộc bởi một mối quan hệ cố định. Họ luôn tìm đến sự mới mẻ trong đời sống tình cảm, nhất là trong tình yêu. Chính vì thế, họ sẵn sàng thay đổi đối tượng yêu đương khi không còn cảm giác tình thú. Họ có thể dễ dàng trao tình cảm cho một người và cũng có thể nhanh chóng bỏ rơi mối tình đó. Với tính cách cả thèm chóng chán này, có thể khiến tuổi Mậu Thân trở thành kẻ phụ bạc. Tuy nhiên, tuổi Mậu Thân cũng không muốn phóng túng trong tình yêu. Cả đời họ vẫn biết lúc nào bản thân cần dừng lại và ổn định cuộc sống gia đình. Nếu như họ chưa thực sự sẵn sàng, thì chẳng ai có thể bắt ép họ kết hôn. Phải đến khi con người của họ thực sự trưởng thành chín chắn, thì họ mới có thể tìm được người bạn đời lý tưởng. Chính vì thế, người này tuy biết yêu từ rất sớm, nhưng lại kết hôn khá muộn. Khi đã kết hôn, tuổi Mậu Thân sẽ trở thành người có trách nhiệm với gia đình, cho nên họ sẽ chấm dứt việc phiêu lưu trong tình ái. Như hồi còn trẻ, những ông bố bà mẹ tuổi Thân giỏi giang, tài năng sẽ trở thành tấm gương sáng cho con cái. Họ cũng rất tâm lý và sáng tạo trong việc dạy dỗ trẻ em. Gia đình của tuổi này đôi khi vẫn xảy ra mâu thuẫn, nhưng họ biết cách nhún nhường để làm lành với người bạn đời. Dù có bận rộn trong công việc, họ vẫn muốn dành thời gian đưa gia đình đi du lịch khắp nơi. Những chuyến đi xa giúp các thành viên càng thêm thấu hiểu và gắn bó với nhau. Còn những cô nàng tuổi Thân thì luôn là trung tâm của mọi đám đông. Nhờ vào tài khuấy động, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Sự trẻ trung và hoạt bát là điều khiến cho mọi anh chàng xung quanh phải chú ý đến họ. Hơn thế nữa, phong cách giao tiếp hài hước dí dỏm lại càng khiến đối phương có thiện cảm với họ, cho nên họ sẽ được rất nhiều người theo đuổi mãnh liệt. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ năng động trong các hoạt động xã hội, mà cực kỳ đảm đang, chu toàn mọi chuyện trong gia đình. Do đó, người đàn ông lấy được họ luôn cảm thấy rất hãnh diện. Sau khi kết hôn, họ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào chồng, mà vẫn muốn độc lập về mặt tài chính. Đàn ông tuổi Mậu Thân rất đa tình, đặc biệt là khi còn trẻ. Không ít cô gái đã sa vào lưới tình của họ vì những lời tán tỉnh ngọt ngào. Trước khi kết hôn thì họ sẽ trải qua rất nhiều những mối tình lãng mạn để tránh được những sóng gió trong hôn nhân. Với nam giới tuổi Thân, nên kết hôn càng muộn càng tốt. Trong cuộc sống hôn nhân, họ là người chồng, người cha mẫu mực, luôn ở bên vợ con trong những thời điểm quan trọng. Và tiếp theo đây là vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, nhận định thời gian này nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế, cho nên vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Thân khởi sắc kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là thời gian có bước chuyển mình lớn lao. Chính vì thế, bạn cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình ngay từ đầu tháng. Bạn lúc này hoàn toàn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là thời điểm sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của người xung quanh. Thời gian này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình thứ tự,
Đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt, có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan ủng hộ, tháng này quý mệnh còn có điểm báo, được tham gia những buổi chuyên đào tạo, bồi dưỡng, hội họ quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có. Mậu Thân lúc này bạn nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Chính vì thế bạn hãy chịu khó học hỏi, trau dồi kỹ năng nhé. Chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức, vì đây là thời điểm vàng giúp cho bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ, chính vì thế bạn hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là tháng mà bạn cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi 12 con giáp chỉ rõ, công việc của bạn hanh thông, con đường tài lộc của tuổi Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng. Trong thời gian này có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay là kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương thì tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Quý mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng. Lớn nhỏ đều có cả, thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo, nhiều nơi để lo do việc làm ăn. Do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết, thì bạn cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, chính vì thế cần phải học cách tiết kiệm. Quý mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình duyên, công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Mậu Thân bỏ bê sao nhãng. Các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, từ giờ đến Tết 2024 là thời gian hài lòng với tuổi Mậu Thân, khi mà bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt, người độc thân lại càng có nhiều may mắn. Thời điểm này, vận đào hoa khá dượng, đây sẽ là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp. Có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong thời điểm này duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần tuổi Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, bất cứ khi nào có cơ hội tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, cho nên thể trạng của bạn vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành, đi công tác xa, cần hết sức thận trọng nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, bạn chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình.
Quý cô bác anh chị thân mến, con người sinh ra ai cũng mang trong mình bản tính lương thiện, chỉ có điều theo thời gian, nó đã bị lưu mờ bởi những phong trần nơi thế tục. Muốn xử tâm lẫn thân này, thì bạn hãy tu dưỡng bản thân, cũng chính là gieo thiện duyên với Phật. Chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu mà không mài không thể phát sáng được, bạn có thể tự mình tôi luyện để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật, chờ đợi Phật ân. Và sau đây là những điều chứng minh bạn là người có duyên với Phật, được Phật trời che chở và ưu ái. 1. Là dứt bỏ dục vọng xấu. Chính là Phật duyên, chính là giảm bớt đi những dục vọng quá đà. Trong kinh Phật nói chưa đoạn đức tự ngã tình ái thì khó nhập cảnh giới thuần tịnh. Tất cả những đau khổ của con người đều do việc theo đuổi những sai trái mà thành. Sự cố chấp của ngày hôm nay có thể tạo thành sự hối hận của ngày hôm sau. Nếu như bạn không tự đem lại phiền não cho chính bạn thì người khác cũng chẳng bao giờ đem lại phiền não cho bạn. Mọi thứ đều là vì nội tâm của bạn không dứt bỏ được cái dục vọng xấu. Có thể buông bỏ được dục vọng xấu, đó cũng chính là có duyên với Phật đó. 2. Là đối diện với cuộc sống một cách bình hòa, chính là Phật duyên. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ càng dễ làm người ta mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn. Không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật dạy chúng ta biết cách dùng tâm tĩnh lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thuộc tính bộc lộ một cách tự nhiên bình hòa, đối diện với cuộc sống, đó chính là có duyên với Phật. 3. Là biết chờ đợi chính là Phật duyên. Lúc cơ duyên ở tại nhân gian đã thành Phật, duyên sẽ tự nhiên đến bên chúng ta. Chưa có duyên không có nghĩa là không bao giờ có duyên. Mỗi người đều có Phật tính, ai cũng có tâm tu Phật, biết ơn hoàn cảnh xung quanh, cho dù là nghịch cảnh, biết chờ đợi Phật duyên tới cũng chính là có duyên với Phật. Dân, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.